Xin chào mọi người, cái video này là một cái video cho nhóm văn bản Mình muốn cộng thêm cho bạn để cho bạn có thể chốt đơn một cái đơn nhỏ nhỏ Salana, thời hôm qua mình đã đi lại cái đơn của Salana là hồi đó đến giờ Từ cái ngày mình ra tín hiệu của Salana cho bạn để chốt Thì gọi là chốt rất nhiều, ok Như là đâu khoảng có một đơn nó đang còn đang đợi thôi Còn tất cả những cái đơn ở trên đây là chốt 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 chốt, chốt hết rồi hôm qua là mình đã đi lại Thì ngày hôm nay, ngay bây giờ với con giá là 183 xác suất Hồi nãy là mình có gửi ra một cái video cho cái nhóm video đó video cho nhóm video ok ngay bây giờ bạn có thể mua với con giá này và bán ra ở con giá này một đồng sala là dạng như bạn chỉ lời đâu được vài đô thôi cho những nào vốn lớn thì bạn vẫn có thể vô một cái lệnh này rõ ràng hôm qua như vậy mình cho bạn một cái lệnh này thì bạn có thể đợi cái lệnh này thôi có những người nào ok còn vốn thì đây là một cái lệnh chỉ có vô ra vô ra chỉ qua gọi là gọi là, gọi là vài giờ nữa xác suất có thể là bạn sẽ chốt được ok chỉ có vài giờ thôi nó vậy đây là một cái khung nó ngắn hơn đây là khung nó dài hơn vậy thôi xin chào mọi người bye bye nếu tín hiệu nó chuẩn đừng quên ứng vô ngón tay bên dưới nghĩa là ứng vô chi thích và ghi cho mình vài chữ nghĩa okay, là tín hiệu của tiền Academy chuẩn 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 còn bạn dùng được tín hiệu của mình vừa rồi bạn chốt, chốt 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 bao nhiêu cái đơn để chốt vừa rồi đây ok thì nhớ là ghi vài chữ bên dưới tiền Academy giúp bạn chốt đơn chốt đơn chốt đơn chốt đơn vậy thôi xin chào mọi người cảm ơn